Hello Thảo Hà nha. Huy Phạm à, sau khi thi đấu ở cái trận này thì chúng ta sẽ vào vòng 16 thì sẽ sắp xếp lịch lại theo chỉ số. Hello Mr. Gunga. Anh Trung dự đoán quyết chiến có khả năng lên đầu bảng xếp hạng UMB hay không? Thật sự thì mong muốn và mơ ước điều đó xảy ra, nhưng nếu thực tế một chút xíu thì mình thấy rất khó luôn. Tức là để đạt được điều đó thì quyết chiến phải có vài chức vô địch nữa. Mình nghĩ là phải 2-3 chức vô địch nữa thì mới có khả năng đó. Khó lắm. Và như vậy là ở cú đề bài đầu tiên thì Quyết Chiến đã ghi điểm thành công. Anh gài một hình bi tứ băng hơi lố lực. Đỏ nằm cũng hơi sáng và vàng thì gần như nằm ngay góc dậu rồi. Xin chào Quỷ Dương nha. Một pha xử lý kẹp đỏ tứ băng rất chỉnh chu đến từ TVC. Không hiểu sao anh em chơi 3C có thấy cái hình này nó vô lý không? Hình này anh em thường gọi là hình tứ băng. Đúng rồi, Phát Nguyễn giải rồi, nếu quyết chiến anh hạng nhất rồi. Nhưng mà bạn tính đây là tức là quyết chiến còn thiếu 40 điểm nữa, mà 40 điểm thì mình vô địch một tour World Cup bình thường mình được có 80 rồi, trong khi người nhì người ta thua mình chỉ cái điểm rồi. Mình mới nói là thì phải vô địch hai ba cái, tức là từ World Cup nếu tốt nhất vô địch World Championship thì miễn bàn rồi. 3 điểm vô quyết chiến rất nhanh chóng. Có lẽ như quyết chiến rất đề phòng thoáng viết Hoàng Minh, cho nên anh đang có một thái độ nhập cuộc phải nói là cực kỳ nghiêm túc và tập trung. Điểm số thứ tư bằng một cú 5 băng. Chương trình tiếp tục trên bàn số 1 ở bảng G. Chúng tôi xin mời hai vận viên Nguyễn Minh Vũ của phụ kiện gặp Nguyễn Hoàng Tất của Vinamilk Group, mời hai vận viên đến bàn số 1 tự động. Mic có vấn đề hả? Mic nó bị sao vậy cả? Tiếng nghe nè, rồi hiểu rồi. Chắc do mình nói hơi to để cái video nó xa ra tí xíu. Trời ơi, cái gì vậy? Điểm số thứ năm mà hình còn như mơ như thế này. Xin chào hơn 1.000 anh em nhé. Quý Dương hỏi mình sao bữa không đi đón quyết chiến với Vinh Bao. Thật sự bữa có rảnh đâu mà đi. Hôm bữa giải HVSS này kết thúc đến 9:30 mới kết thúc. Làm sao mà đi được. Hơi lớn lực không? Hơi lớn lực không? Hơi dư lực rồi. Hoặc là lên tí xíu nữa thì đẹp, hoặc là thấp xuống tí xíu nữa thì đẹp. Góc này hơi khó chịu cho TVC. Cú ý đồ là cúp liếc mỏng đỏ cho đỏ không chạy luôn. Thì lúc đó trắng mới thoát qua và về góc cúp trúng. Còn không thì phải cua ba đỏ. Nói chung là không dễ. Chúng ta chờ đợi xem pha xử lý này đến từ TVC như thế nào. 6 cú đề ba thôi. Ôi trời ơi, sắp xếp cái lực của TC phải nói là đẳng cấp thế giới. Cái vụ mà sắp xếp lực bằng những cú mỏng mỏng nhẹ nhẹ kiểu nhiễu nhiễu kiểu này là mấy ông thần mà đẳng cấp cao làm hay lắm quý vị. Còn anh em chúng ta mà chơi amateur nghiệp dư thì những cú này nó sắp không được là đá hoài.
Rồi cái pizza ba văn nó đòi hỏi cái việc mà lực chuẩn hay không chuẩn nó nằm ở đây nữa nè. Lực chuẩn thì né đá sắp xếp khoa học, còn lực không chuẩn thì nó đá má nhìn không ra. Trời ơi, ông búa mà như tôi quýnh vào gà. Điểm số thứ 7 cho TVC. Ủa thứ 8 chứ quên, búa thứ 8 rồi. Chúng mà chúng đúng mặt rồi là 100% nha các bạn nha. Rồi tiếp tục chúng ta chờ xem hình này thì vẫn là sườn rồi chứ còn gì nữa. Tầm nửa trái, tầm 3 phê. Quy trình tiếp tục trên bàn số 7 ở bảng H. Chúng Tầm tôi xin mời đúng, hai vận tầm viên đúng. Bạn Thi Thanh cao bộ Chính lập rồi. vụ gặp Phi Ngọc Châu có hệ thống cần quyết chiến. Mời hai vận viên nhất bàn số 7 thi đấu. Chính rồi, và đây là một hình cua ba đỏ, một hình zig zag, một hình cưa băng. Quyết chiến không cho Tiểu Minh nhúc nhích luôn. Hello bạn Pluto, HVSF là Hồ Chí Minh Billiard and Snooker Federation nha, là viết tắt của tiếng Anh và dịch ra tiếng Việt đó là Liên đoàn Bia và Snooker Thành phố Hồ Chí Minh. Ủa, video đang bị nhỏ hả quý vị? Hồi nãy có mấy bạn nó nghe nó rè rè ngặt ngẹt. Lòn không? Cái gì mà TVC dành chơi hoài vậy quý vị, chơi mình lên luôn rồi. Vô đề ba cái làm cái 11 nhẹ nhàng. Hello Trân Lương. Hello 1500 anh em nha. 1500 anh em có hài lòng với series đề ba này của quyết chiến hay không? Chết tôi rồi, chắc 12 rồi chứ còn gì nữa. Đỏ lên đẹp nữa tôi quý vị. Trúng như thế nào thôi. Đỏ lên rất đẹp rồi. Thôi đừng sát ông đỏ. Nếu mà hở hở ra tí xíu này thì chắc hình còn đẹp quá giờ sao hả? Hình còn đẹp quá thì lụm tiếp chứ ngán cái gì nữa mà không ngán. Hôm nay thì chúng ta sẽ đánh luôn vòng 16 nha mọi người nha, chừa tứ kết ngày mai thôi. Cú A tự động à. Cái gì mà dễ trúng dữ thần vậy mấy cha? Vâng, các bạn đang ở ngay lượt cờ đầu tiên và chúng ta đang có một pha đề ba mang về 13 điểm cho Trần Quyết Chiến. Hình này thì bắt đầu khó hơn rồi, đỏ nằm sát băng rồi, có thể là phải bắt công chí. Hello Việt Nam tôi, anh em nhớ like nha, nãy giờ mình chào ai người đó nhớ like nha. Không phải bắt chí ở cúp à, của cúp ngắn dài cục quý vị ơi. Quý ơi đừng có dư, đừng có dư giùm em cái. Mới có 14 nha quý vị. Như vậy là cái series 18 của Võ Chí Hùng đang bị đe dọa. Chắc phải là một cú ịnh dày vàng trắng vòng về ba băng rồi. Rồi một cú in về đá mất rồi. Như vậy là chúng ta chỉ có 14 điểm đề ba cho Trần Quyết Chiến. Vâng, ân giời chúng ta lại được thấy